Xin chào mọi người. Tiếp theo cái câu chuyện mà tuần trước mình đã kể là cái bóng đêm trong phòng thí nghiệm và mùi hoa oải hương của tiểu thuyết Cô Gái Vượt Thời Gian, đó là hai cái phần đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta tới phần thứ ba. Sau khi mà Kayuko ngửi thấy được mùi hoa oải hương và kể lại cho thầy và hai người bạn của mình nghe, thì lúc đó họ đi kiểm chứng cái mùi đó, mùi hoa ái hương đó. Và rồi thì sau đó, sau cái sự việc mà Kayuko bị xỉu của ngày hôm đó, nghe ngửi thấy cái mùi đó, thì sau đó cô đã trải qua những cái sự kiện rất là kỳ lạ mà chính cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao như vậy. Tiếp theo chúng ta tới cái phần thứ ba, đó là phần tiếng gầm và sự chấn động. Phần thứ ba này kể về một cái sự kiện tiếp theo xảy ra với Kayuko. Và sự kiện đó như thế nào thì mời các bạn nghe câu chuyện. Sau khi sự việc xảy ra được 2-3 ngày, Kayuko cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ. Nhưng mà đó không phải là bệnh, sức khỏe cô hoàn toàn bình thường, chỉ là người lúc nào cũng trong trạng thái mông lung. Cô vừa mất hết tự tin vào bản thân, cảm giác như mình vừa gây ra một chuyện gì đó đáng xấu hổ lắm. Vậy nên có thể nói Kayuko đang đối diện với vấn đề về tinh thần hơn là thể chất. Kayuko lờ mờ nhận ra nguyên nhân của việc này khởi nguồn từ mùi hoa oải hương mà cô đã ngửi thấy trong phòng thí nghiệm. Nên nói là Kayuko tin chắc nguyên nhân chính là nó thì đúng hơn. Nghĩa là sau sự việc xảy ra thì bản thân Kayuko thấy cơ thể mình có điều gì đó kỳ lạ, và cô cũng tin đó là do cái sự việc đó đã gây nên cho cô như vậy. Nhưng mà không biết rằng điều kỳ lạ đó sẽ là điều gì. Thì chúng ta theo dõi tiếp. Vào một đêm nọ, sau khi hoàn thành xong đóng bài tập được giao, Kayuko cuộn mình trên giường thao thức. Hôm nay cô đã phơi một trận bóng rổ nên giờ cả người mệt phờ ra, nhưng mãi chẳng thể ngủ được. Bỗng đôi mắt đang nhắm nghiền của cô mở to, nhìn hao háo lên trần nhà. Sự kiện xảy ra 3 ngày trước lại tiếp tục hiện về. Rầm, rầm. Trong khoảnh khắc, Kayuko nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường, và chiếc giường cô đang nằm cũng bắt đầu rung lắc lên xuống. Thì sự việc xảy ra lúc này, Kayuko giống như là đã vượt qua thời gian rồi, đi tới tương lai, đã đi nhảy tới tương lai rồi, cho nên mới bắt gặp những cái sự kiện đó. Lúc này Kayuko suy nghĩ chắc là động đất rồi. Khi mà ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu Kayuko thì cũng là lúc chiếc giường rung lắc mạnh hơn, đến mức những cây cột nhà vang lên tiếng kêu rắc rắc. À! Cô hốt hoảng bật xuống khỏi giường. Kayuko ghét động đất vô cùng, bất chấp bản thân còn đang mặc đồ ngủ. Kayuko cuống cuồng chạy xuống hành lang, hướng về phía cửa mà thoát thân. Những tấm kính cửa sổ kêu lách cách, như thể chúng sẽ vỡ ra bất kỳ lúc nào. Kỳ lạ thay, cơn địa chấn chấm dứt ngay lúc đó, và Kayuko với tay được tới nắm cửa. Cái nắm cửa mà cánh cửa mà dẫn ra phía bên ngoài. Lúc này mẹ và em gái cô xanh mặt, cả hai người đều xanh mặt như là tàu lá chuối, mặt xanh mặt vàng, chắc rủ nhau trốn biệt cả rồi. Rồi sẽ động đất tiếp cho xem, Kayuko sợ hãi nói. Từ đây đến lúc đó con sẽ cố thủ ngoài sân luôn. Không còn cách nào khác, cả ba mẹ con ôm nhau ngồi ngoài vườn. Trời bắt đầu trở gió lạnh khiến cô rung lên từng chập. Đúng như dự đoán, cả căn nhà tiếp tục nhận thêm một đợt rung chấn nữa. Tuy nhiên may mắn là lần này không có thiệt hại gì về tài sản cũng như là về người. Thở phào nhẹ nhõm, cả gia đình chật vật trở vào nhà trong cơn ngái ngủ. Riêng lúc này Kayuko vẫn không ngủ được. Riêng Kayuko vẫn tiếp tục đóng vai cứu vợ là không ngủ được. Trong đêm, cuộn mình trên giường với trái tim đập như bơm nổ chậm trong lồng ngực. Những tưởng cuối cùng may mắn cũng đến với Kayuko khi mí mắt cô bắt đầu sụp xuống, thì một tiếng thét thất thanh vang vọng từ bên ngoài vào.
Cháy nhà. Cháy nhà bà con ơi. Cháy nhà kìa. Sao mọi người sao chổi đều đổ ập đến cùng một lúc vậy? Lúc này Kayuko cảm thấy giống như là bản thân mình giống như là có bị yếm bùa hay gì. Cứ gặp hết xui xẻo này tới xui xẻo khác. Kayuko khổ sở bước xuống giường mặt như sắp khóc. Cô đưa tay vén tấm màn cửa sổ ra, cố gắng phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Ống khói của nhà tắm công cộng cách đây hai dãy phố đang bị bao trùm bởi khói lửa, mà ngay sát bên nhà tắm công cộng chính là tiệm tạp hóa của gia đình Asakura Goro. Hai chiếc xe cứu hỏa ngay lập tức được điều động đến, tiếng còi báo cháy réo inh ỏi khắp các con phố. Nghĩa là cái đám cháy đó nó ở gần nhà của một người bạn thân của Kayuko. Kayuko rất là lo lắng cho người bạn của mình, phải đi xem tình hình mới được. Mặc tạm một chiếc áo khoác, Kayuko vội vàng rời phòng. Con đi đâu vậy? Tiếng mẹ cô lo lắng hỏi qua cánh cửa gỗ của phòng ngủ. Khu nhà bạn Asakura bị hỏa hoạn, con đi xem tình hình một chút. Không được, nguy hiểm lắm, mẹ cô hét lớn lên. Giả vờ như là không nghe thấy mẹ nói gì, Kayuko xỏ chân vào một đôi guốc gỗ chạy vụt ra phố. Khu vực hỏa hoạn giờ đây rối loạn bởi đám đông tò mò kéo đến ngày một nhiều. Nghe đâu đám cháy bắt nguồn từ nhà bếp ở gần cửa sau của nhà tắm công cộng, nên chưa lan đến chỗ ở của gia đình Asakura.